Ngày hôm qua 19 tháng 4, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ vì đe dọa bị đánh bom. Khi chiếc máy bay của hãng Delta Airlines khởi hành từ Denver tới Detroit, một thành viên phi hành đoàn phát hiện mẩu giấy với lời đe dọa nổ bom. Vì thế, chiếc Boeing chở khoảng 160 người đã phải cấp tốc quay trở lại sân bay xuất phát. Máy bay được đưa tới chỗ tách biệt ở góc xa phi trường. Toàn bộ hành khách và thành viên của phi hành đoàn được sơ tán bằng xe buýt. Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và nhân viên sân bay không cho phép ai lấy theo hành lý xách tay. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mọi chi tiết của vụ việc. Tại hiện trường đang triển khai công tác của chuyên viên thực thi pháp luật và cứu hỏa.